Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý 7 ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học mới thì cô sẽ kiểm tra một chút về bài cũ là bài 42, Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ tiếp theo. Những yếu tố nào đã làm cho khí hậu Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa đa dạng? Khí hậu của Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa đa dạng là do 3 yếu tố. Thứ nhất, khu vực Trung và Nam Mỹ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ. Yếu tố thứ hai, địa hình có sự phân hóa đa dạng. Và yếu tố thứ ba là ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh chảy ở ven bờ. Với các điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng như vậy, thì dân cư, xã hội của Trung và Nam Mỹ sẽ có đặc điểm gì? Thì hôm nay cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 43, Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Ở bài 43, phần 1 nhỏ sơ lược lịch sử là phần được giảm tải và các em sẽ xem trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ học phần 2 nhỏ là dân cư và phần 3 nhỏ là đô thị hóa. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào nội dung thứ nhất là dân cư. Các em sẽ quan sát lược đồ hình 35.2, lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ và trả lời cho cô câu hỏi. Dựa vào lược đồ, em hãy cho biết khái quát quá trình nhập cư vào khu vực Trung và Nam Mỹ. Như vậy thì quan sát lược đồ, các em có thể trả lời được khu vực Trung và Nam Mỹ gồm luồng nhập cư của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, chủng tộc Negroid, Mongoloid cổ. Vậy thì thành phần dân cư của Trung và Nam Mỹ là người gì? Có nền văn hóa nào? Nguồn gốc của nền văn hóa đó như thế nào? Phần lớn là người Lai do quá trình hợp huyết. Có nền văn hóa Latin độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa Âu, Phi và Andean. Dựa vào lược đồ hình 43.1, em hãy cho biết đặc điểm phân bố dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ. Khi quan sát lược đồ hình 43.1, thì các em có thể thấy rằng dân cư ở khu vực Trung và Nam Mỹ phân bố không đồng đều. Sẽ có những nơi đông dân và nơi thưa dân. Nơi đông dân nằm ở vùng ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên. Nơi thưa dân là những vùng nằm sâu trong nội địa. Đồng bằng Amazon và phía nam của dãy Andes là nơi thưa dân. Câu hỏi tiếp theo. Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, em hãy so sánh đặc điểm phân bố dân cư của Trung và Nam Mỹ so với Bắc Mỹ. Về điểm giống nhau giữa hai khu vực, thì dân cư đều tập trung ở vùng cửa sông, ven biển. Về điểm khác nhau, thứ nhất, ở khu vực Bắc Mỹ, dân cư thưa thớt trên hệ thống núi Cordillera, còn khu vực Trung và Nam Mỹ, dân cư phân bố nhiều trên mạch núi Andes. Điểm khác nhau thứ hai, ở khu vực Bắc Mỹ, dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng trung tâm, trong khi ở Trung và Nam Mỹ thì dân cư thưa thớt trên đồng bằng Amazon. Các em hãy quan sát lược đồ và giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mỹ. Vùng được khoanh bằng màu cam sẽ là vùng thưa dân. Ở phía Bắc Canada, khí hậu rất khắc nghiệt, lạnh giá. Hệ thống núi Cordillera, vùng núi và cao nguyên Bắc Mỹ, phía Nam Andes có khí hậu khô hạn, khắc nghiệt. Đồng bằng Amazon khí hậu nóng ẩm rừng rậm, đất màu mỡ nhưng chưa khai thác hợp lý. Vậy thì từ đây mình có thể rút ra một kết luận rằng sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống. Với đặc điểm phân bố dân cư như vậy, thì quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ sẽ diễn ra như thế nào? Thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu sang nội dung thứ hai là đô thị hóa. Các em sẽ quan sát lược đồ hình 43.1 và cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mỹ có gì khác so với Bắc Mỹ. Quan sát vào lược đồ,
thì các em có thể thấy được các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mỹ phân bố chủ yếu ở ven biển. Còn ở Bắc Mỹ, có cả trong nội địa và tập trung nhiều ở vùng hồ lớn, ven vịnh Mexico và đồng bằng duyên hải phía Tây. Các em có thể thấy được rằng, ở khu vực Trung và Nam Mỹ xuất hiện nhiều đô thị trên 5 triệu dân hơn so với Bắc Mỹ. Các em sẽ quan sát lượt đồ và kể tên các đô thị có số dân trên 5 triệu ở Trung và Nam Mỹ. Quan sát lượt đồ thì các em có thể kể tên được các đô thị trên 5 triệu dân gồm Bogota ở Colombia, Lima ở Peru, Santiago ở Chile, Buenos Aires ở Argentina, São Paulo và Rio de Janeiro ở Brazil. Các đô thị trên 5 triệu dân chính là thủ đô và thành phố lớn quan trọng của các nước có đường bờ biển ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Vậy thì quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ có hai đặc điểm: tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới và tỷ lệ dân thành thị chiếm 75% dân số. Và đây là một số hình ảnh của các đô thị trên 5 triệu dân ở Trung và Nam Mỹ. Các em đã được học về quá trình đô thị hóa ở khu vực Bắc Mỹ. Như vậy thì quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ có điểm gì khác so với Bắc Mỹ? Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với công nghiệp hóa, trong khi ở Trung và Nam Mỹ thì quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Vậy thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về kinh tế xã hội ở khu vực Trung và Nam Mỹ, như là ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thiếu lương thực, thực phẩm, nhà ở, y tế, thất nghiệp. 35-45% dân đô thị sống trong các điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Và đây là nội dung ghi bài của các em. Ở phần hướng dẫn về nhà thì các em sẽ chuẩn bị trước bài 44. Về phần bài tập thì các em sẽ hoàn thành hai câu bài tập vào trong vở ghi. Câu 1, quan sát hình 43.1, hãy giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mỹ. Câu 2, quá trình đô thị hóa của Trung và Nam Mỹ có phù hợp với trình độ phát triển kinh tế không? Vì sao?